Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách nấu món bún chả cá ngon tại nhà. Bún ăn thấm vị, đậm đà, rất là hấp dẫn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách nấu bún chả cá ngon thì hôm nay Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để nấu bún chả cá đơn giản tại nhà thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là cá. Cá thì các bạn có thể lựa những cái loại cá biển. Hôm nay thì mình dùng là cá thu. Ngoài ra thì mình sẽ có thêm là chả cá ha các bạn, cỡ khoảng 2 miếng. 2 miếng này là khoảng 300 g nha. Chả cá chiên. Rồi ngoài cá và chả cá ra thì mình chuẩn bị thêm ít tôm khô nè. Cà chua ha, những cái loại rau thơm hoặc là rau muống, rau mình ăn kèm. Khoảng nếu mà các bạn có thơm thì các bạn dùng thơm, còn không có thì các bạn dùng khế cũng được. Này khế nhà mình trồng này nên mình dùng hai trái. Còn không thì các bạn thay cho mình là nửa trái thơm nha. Thơm với lại dứa rồi đó các bạn. Ít hành tím, tỏi và gừng. Rồi nguyên liệu rất là quan trọng cho cái món bún chả cá đó chính là sa tế. Thì các bạn có thể lựa sa tế tôm hoặc là sa tế XO nha. Những cái loại sa tế này thì nó sẽ thơm. Gia vị thì là những cái gia vị thông dụng trong nhà bếp của các bạn thôi. Đường, hạt nêm, muối gì đó. Cá thu khi mà các bạn mua về thì các bạn rửa với lại ít rượu á. Các bạn rượu và muối thì nó sẽ khử được cái mùi tanh của cá. Mình sẽ ướp vào đây một ít gia vị nha. Để mình nấu lát nữa mình nấu cái khứa cá nó không có bị lạc. Cá thu này thì mình mua là cá thu đông lạnh. Nên là khi mà ướp á, thì mình sẽ ướp nó ở trong ngăn mát tủ lạnh nha các bạn. Mình không có để bên ngoài. Tất cả những cái thực phẩm nào mà đông lạnh á, thì các bạn phải ướp cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Ướp thêm miếng nước mắm nữa nha, cho cá mình nó thấm vị. Thời gian các bạn ướp cái hai khứa cá này thì nó cũng tùy vào cái độ dày của khứa cá ha. Mình có thể ướp khoảng 30 phút nha. Nhưng mà các bạn chừa ra ví dụ như một nửa trái các bạn cắt lát mỏng á. Để chút nữa mình khi mình ăn á mình xếp lên tô ha. Nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn. Về cái phần hành tím với tỏi thì các bạn đập dập rồi các bạn bầm ra. Gừng thì các bạn đập dập là được nha. Bỏ đi cái hột khế nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt lên cho mình một cái nồi nước ha, cỡ khoảng 2 lít. Mình cho vào đây khoảng 20-30g tôm khô. Tôm khô này là bữa trước mình có cái video mình chia sẻ với các bạn rồi đó. Hôm nay mình ăn cũng muốn gần hết rồi nè. Tôm khô này thì các bạn không cần là phải rửa ha các bạn. Tại vì mình làm ở nhà nó sạch và nó thơm, nó không có bị tanh. Nếu mà mình mua tôm khô bên ngoài về thì các bạn phải rửa ha. Mình rửa cho nó sạch đi rồi mình hãy nấu. Thì do tôm khô mình làm nó hơi mặn á, nên là mình sẽ nấu nó khoảng giống như là các bạn thay cho cái nước hầm xương vậy đó. Mình nấu nó cỡ khoảng 10-15 phút nha các bạn. Thì khi đó là nó ra cái nước dùng nó sẽ vừa. Ok, bây giờ đậy nắp lại, chờ cho nước sôi lên. Rồi cái chả bên này thì mình sẽ đi xào chả cá. Rồi các bạn sẽ cho mình cái phần hành tím, tỏi và gừng đó các bạn cho vào đây. Mình phi cho nó thơm lên. Rồi khi mà hành tím với tỏi mình nó thơm rồi đó các bạn, lúc này mình sẽ cho sa tế vào. Các bạn cho mình khoảng 20-30g sa tế nha, nó tùy vào nhà các bạn ăn cay nhiều hay ít. Tại vì sa tế này nó cay á. Rồi mình cho cà chua vào đây luôn. Đặc biệt là các bạn làm bún chả cá thì các bạn nên có sa tế nha. Rất là quan trọng, tại vì nó thơm lắm các bạn. Cái mùi thơm của cái món bún cá chủ yếu nằm ở cái phần sa tế này nè. Bây giờ các bạn xào đi ha, xào cho cà chua nó tái đi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho chả cá vào. Xào sơ ha các bạn, cho chả cá mình nó thơm. Thường thì chả cá các bạn mua ở của những cái vùng như là Phú Yên nè, Bình Định nè, hoặc là Nha Trang, Phan Thiết rồi đó các bạn. Nó sẽ thơm hơn, nó ngon hơn. Chả cá này mà các bạn muốn làm tại nhà cũng rất là đơn giản luôn. Các bạn làm cá tươi cũng được, mà cá đông lạnh cũng được nha. Bạn nào mà muốn biết cái cách làm chả cá thì bấm vào trong cái phần mô tả đó, bấm vào trong phần bình luận á. Mình sẽ để cái công thức và cách làm chả cá tại nhà, làm bằng cá đông lạnh vẫn được luôn nha các bạn. Rồi khi chả cá mình nó thơm rồi á thì mình cho nó ra riêng. Cái phần dầu còn dư nè thì các bạn cho mình hai khứa cá thu vào đây, mình áp chảo ha để cho nó thơm lên. Thì cái bước này nó cũng giúp cho cá thu mình nó bay đi hết những cái mùi tanh của nó nha các bạn. Mỗi mặt đó các bạn áp chảo cho mình khoảng 3 phút nha. Áp cho nó săn hai mặt lại ha các bạn. Mình sẽ cho vào đây là một muỗng đường phèn. Đường phèn. Nếu mà mình dùng đường cát thì mình cho nó cỡ khoảng 2/3 muỗng thôi ha các bạn. Một muỗng hạt nêm. Một muỗng lưng muối. Nước này là 2 lít rưỡi nha các bạn. Ha, nồi nước mình đang nóng nè là 2 lít rưỡi nha.
chờ xíu đi ha, cho gia vị nó tan hết rồi mình cho cái phần chả cá vào cũng như là cá thu vào, khế vào luôn. Nấu cái này thì mình nấu đơn giản lắm các bạn, tại nấu ở nhà mùa dịch mà, nấu cho đơn giản cho nó nhanh. Rồi bây giờ mình cho cái chả cá ha và cà chua đã xào nè, cho vào đây. Trong cái sa tế người ta có cho cái dầu màu đều các bạn, nó sẽ làm cho cái nước chả cá của mình á, bún chả cá của mình á, nó có cái màu nó đỏ đỏ hồng cam cam, nó rất là đẹp ha. Mình cho cá thu vào đây luôn. Rồi tiếp theo thì mình cho khế vào luôn ha các bạn. Khế thì mình cắt một cái miếng nó cũng không có mỏng lắm nha các bạn, tại vì cắt mỏng quá thì nó nát hết. Mình sẽ cắt nó cỡ khoảng 2 đến 3 mm á. Cho vào đây. Nấu cho cái khế nó ra cái chất chua của nó. Còn ai mà không có khế thì như ban đầu mình nói là các bạn dùng thơm các bạn thay thế nha, nửa trái thơm cho mình. Thì nói chung về cái món bún chả cá nấu đến bước này là coi như gần xong rồi ha các bạn. Bây giờ các bạn đi bắt lên một cái nồi nước để mình trụng bún á, mình ăn thôi. Rau thì ai thích ăn rau sống thì ăn ha. Thường thì nói chung mùa dịch có gì thì ăn đó các bạn. Mình sẽ có ví dụ như là hành lá nè, rau quế rồi ngò gai nè ha, rau muống bào. Nấu bún chả cá thì nó nhanh thôi ha, nhanh gọn đơn giản. Nấu bằng tôm khô thì các bạn cũng không cần phải mất nhiều thời gian để mình đi hầm xương. Các bạn nấu cho mình khoảng 10 đến 15 phút nha các bạn, để cho cái cá thu á nó chín là được rồi. Đây, bún khô sau khi mà trụng xong rồi các bạn, thì bây giờ mình múc ra mình ăn thôi. Đây, cá thu nè. Cái này mình múc để mình quay cho nó đẹp nha các bạn, chứ không ăn không ai ăn mà để nguyên cái khứa cá bự như vậy đâu. Chan nước lèo nóng lên nha. Có cà chua, có khế, chua chua. Rồi, sau cùng thì khi mà ăn các bạn cắt một ít cái phần hành lá và ngò gai á các bạn rắc lên nữa là xong nha. Đó, đây là tô bún chả cá làm tại nhà nè, nhanh gọn đơn giản cực kỳ luôn. Khi ăn thì mình thích ăn với lại rau sống nha, các bạn nào thích ăn với rau rụng thì các bạn trụng. Và các bạn nhớ là mình làm thêm cái phần nước mắm ớt á để mình chấm kèm với lại cá thu và chả cá nha. Ok, thì hy vọng rằng qua video này Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách nấu món bún chả cá đơn giản tại nhà. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món ăn này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.